Và các bạn đã quay trở lại với channel. Thì trong clip này mình muốn chia sẻ một số điều về cái tình hình ở nước Mỹ và cũng như là cuộc chiến của Iran. Về cái tin tức là xảy ra như thế nào đồ, rồi Iran đồ nó Nga đánh Iran rồi tình trạng nó làm sao, thì mình biết là rất là nhiều channel hoặc là bạn có thể xem tin tin trên tin tức đồ thì bạn đã cập nhật hết rồi. Mà giờ mình mà nói như vậy nữa thực ra thì nó thừa quá. Với lại mình biết là mình không có thời gian để mình cập nhật liền cho các bạn. Với lại mình cũng không thích như vậy, mình cũng không thích là người đưa tin, bạn hiểu không? Thì mình thích là bên cái khía cạnh là mình phân tích hơn, that's why mình sẽ có nhiều thời gian để mình nhìn nhận sự việc, mình đánh giá rồi mình sẽ đưa ra cái quan điểm của mình. Là con người thì bạn phải biết đặt câu hỏi tại sao. Thì tại sao mình nói như vậy? Mình nói về nước Mỹ trước. Thực ra người dân nước Mỹ á, người ta không có quan tâm cái cuộc chiến Iran đâu. Rất là nhiều cái bản tin mình thấy là điều đó, nhưng mà người ta quan tâm á, là tại sao giá xăng dầu nó tăng. Đó là cái điều quan trọng nhất, tại sao nó đánh thẳng vô cái bao tử của người Mỹ. Đó là lý do tại sao người Mỹ họ quan tâm. Almost 5 years ago, way back in 2017, Congressman Eric Swalwell of California came on this show for another Russiagate debate, one of many. He came to let us know how Vladimir Putin had gotten Donald Trump elected president. Đặt lại câu hỏi là tại sao giá xăng dầu ở Mỹ nó tăng, thì bạn nghe cái tin tức của thằng Biden nó nói đó là tại vì thằng Nga. Đó là cái câu trả lời của thằng Biden. Mình thấy giá xăng dầu đi lên đó, mình sẽ hỏi tại sao. Và cái câu đầu tiên, nếu mà theo thằng Biden nó nói là tại vì thằng Nga đánh thằng Iran, thì mình sẽ hỏi tiếp là tại sao thằng Nga đánh thằng Iran. Ok, bạn nhớ lại cái năm theo lịch sử của thằng Nga thì là năm 2013, 2014 gì đó, thằng Nga nó đánh vô cái thằng Crimea rất là nhanh luôn. Thì tại sao theo cái đà đó nó không đánh luôn thằng Iran mà nó phải chờ? Bạn nhớ nó chờ 4 năm dưới thời ông Trump luôn. Và khi mà bạn hỏi tại sao dưới 4 năm dưới thời ông Trump cả thế giới nó không có cái gì hết, nói cho thằng Bắc Triều Tiên trước đó năm 2014, 2015, 2016 dưới thời thằng Obama nó thử tên lửa qua trời nó thử luôn, cả thế giới cứ cấm vận nó, mà cứ cấm thì nó cứ thử, bạn hiểu không? Là đất nước của nó cứ thử là chuyện của nó, cấm vận nó thì có cấm rồi đó, nhưng mà làm gì được nó. Mình nói cái clip trước đó, nó có thằng sau lưng thằng Trung Quốc đồ ủng hộ nó thì mắc gì nó sợ cấm vận. Đó thì bởi vì nó không có sợ cấm vận như vậy, that's why nó cứ bắn tên lửa, nó cứ thích là nó bắn. Nhưng mà tới thì lượt ông Trump thì như thế nào? Nó tụt ngòi luôn. Thì cái lý do tại sao như vậy thì mình có nghe một cái clip về ông Trump, ông nói đó. Ông cảnh báo cái thằng Kim Jong Un là ông nói ông sẽ trừng phạt nó mà nó sẽ chưa từng thấy trong cái lịch sử của nó luôn. Thì ông nói là một chuyện, có thể là nó không tin, đúng không? Tổng thống Mỹ mấy thời trước nói chứ có ai tin đâu. Nhưng bạn nhìn qua thằng Syria. Thằng Syria nó dùng vũ khí hóa học nó đánh dân của nó. Ông Trump làm cái gì? Rồi tiếp theo nữa là thằng tướng Somalia. Mình không nhớ thằng tướng đó tên gì. Nói chung là cái bản tin mình chỉ nhớ thong thoáng, tại mình không có nhớ kỹ. Thì cái thằng tướng đó bạn nhớ là nó đe dọa, nó đòi khủng bố nước Mỹ, đúng không? Ông Trump làm cái gì? Giết liền. Dùng công nghệ rất là cao. Tức là sao? Đứng ngồi ở nhà thôi. Giết thằng đó ngay trên đường đi. Thì bạn hỏi qua hai cái chuyện đó thôi. Qua cái vụ NATO rồi cái vụ WHO. Ông nói là ông làm. Ông nói nó tào lao là ông rút. Ông nói ông làm. That's why tụi nó rất là sợ. Tụi nó ghét ông nhưng mà tụi nó rất là sợ. Thì từ đó mày sẽ thấy đó là lý do tại sao thằng Kim Jong Un 4 năm chứ là ông Trump nó tiện ngồi, nó không dám thử một trái nào hết đấy. Đó là cái phong cách của một người đàn anh, nói là làm. Và bởi vì như như mình nói so sánh với cái một cái tổ chức hay là một con người nào đó, nó mạnh mẽ, nó khoe sức mạnh lên như vậy và nó đã đe dọa là nếu mà mày làm tao trừng phạt mày, thì bạn nghĩ có thằng nào nó dám đụng không? Thằng Nga cũng vậy, thằng Trung Quốc cũng vậy. Cho dù thằng Nga nó mạnh đi, nhưng mà nó làm cái gì nó cũng phải tính về cái hậu quả. Nó muốn xâm chiếm thằng này, xâm chiếm thằng kia, nhưng mà nếu mà thằng Mỹ trừng phạt, rồi thêm cái khối NATO trừng phạt, thì tất nhiên nó sẽ bị có tổn thất một cái đất nước, một cái người thủ tướng, một tổng thống. Không có ai muốn nhận một cái gì tổn thất khi mà nó làm một cái gì hết. That's why nó chần chờ và có đáp. Đó là cái lý do tại sao 4 năm dưới thời ông Trump, không có nước nào nó động chạm hết. I watched Putin look at Joe Biden. I didn't see respect or fear. Well, Biden says sanctions. Putin's saying sanctions. If they're only going to sanction, then there's no sanction that's going to stop me from taking over a country. And by the way, it's a massive piece of land right. In an unbelievable location. Right. Rồi, thì mình quay lại cái chỗ tại sao giá xăng dầu tăng. Lúc mà thằng Joe Biden nó mới nhảy vô nó làm tổng thống đó, nó ký giấy tờ, nó ký những cái lệnh gì mà nó ký, là thằng Joe Biden nó ký mỏi tay luôn. Thì trong đó nó có cancel cái đường ống Keystone, nó cancel cái vụ cái border, nó cho phép người dân nhập cư từ phía Nam. Đó, thì bạn nhớ là khi mà nó vừa nhậm chức thôi là giá xăng dầu lúc đó hình như dưới 2 đồng.
một đồng 90 mấy đó, người ta dự đoán là một năm sau nó sẽ tăng lên 3 đồng. Tức là sao? Cái những cái chính sách của thằng Joe Biden nó sẽ ảnh hưởng tới giá xăng. Thì mình nói về một chút xíu về cái đó để bạn thấy là cái thằng Joe Biden chính là cái nguồn gốc để cái giá xăng nó lên, chứ không phải tới bây giờ. Thằng Ukraine nó mới chiến tranh là mười mấy ngày đây thôi, nhưng mà giá xăng nó đã leo từ hồi lúc thằng Joe Biden bắt đầu nhậm chức. Thì bạn cứ nhớ về lịch sử như vậy, bạn sẽ thấy là cái vấn đề là tại cái thằng ngu Joe Biden, chứ không phải là tại chiến tranh. Chiến tranh nó góp phần vô, nhưng mà cái nguồn gốc sâu xa là tại thằng Joe Biden. Còn nếu bạn hỏi là tại sao có chiến tranh giữa thằng Nga với thằng Ukraine, mình phân tích đó, một phần cũng là do thằng Joe Biden. Tại sao? Nó nhập xăng dầu, nó làm giàu cho thằng Nga. Mà khi mà thằng Nga nó sẽ nhìn con mắt của thằng Putin, nó biết chứ, nó biết đất nước nó giàu hơn, nó biết là nó đang nắm cái cán của thằng châu Âu, 41% năng lượng của thằng châu Âu luôn, nói chung là nguyên cái châu Âu. Thằng Euro, thằng NATO mà làm cái gì lạng quạng tới nó cắt năng lượng là chết, chết mà ngáp luôn. Ok, đã xoài nó nắm cái cán, nó biết thằng NATO không có làm gì được nó, cái thằng Europe cũng không làm được gì được nó. Mình không ok cái thằng Biden nó nói cái gì hết. Nó nói là có 6%, có 7% rồi nó năng lượng nó độc lập này nọ. Nhưng mà bạn thấy nó muốn cấm nhập dầu từ thằng Nga. Nguyên cái bộ sậu của nó ngồi bàn luận rất là kỹ càng. Bạn hiểu không? Nếu mà nó nói chỉ có 8% hay 9% whatever, tức là sao? Nó nói như vậy thì nó muốn cắt dầu của thằng Nga là phải, nó phải cắt chứ, nó cần gì nó phải sợ sợ. Bạn hiểu không? Bây giờ nó rất là sợ. Và thực tế là bây giờ nó cắm rồi á, thì giá dầu bay tuốt lên còn trên nóc nhà nữa, và nó phải lật đật nó kiếm cái nguồn thay thế. Là bạn thấy như thế nào? Chỉ 8% hay 9% của nó, nhưng mà nó rất là quan trọng. Để các bạn thấy được cái nguyên cái thằng châu Âu á, nó có tới 41%. Thì mình nói con số đó như vậy để bạn thấy là những cái đó nó phải là, nó phải có một cái gì đó, và thằng Nga nó thấy được, một năm trời nó thấy được. That's why nó coi cái thằng Biden là một cái thằng bỏ đi. Rồi nó thử một cái lần cuối cùng trước khi nó đánh chiến tranh là sao? Nó nói là nó đánh thì như là ngày 16 hay ngày 17 gì đó tháng 2, mà nó không đánh, nó mưu cho tới ngày 24 tháng 2. Cái clip mình không biết nó ở đâu. Nó nói thế mà thằng Nga mà chiến tranh Ukraine, thằng Mỹ sẽ trừng phạt là nặng hơn như vậy. Cũng bắt chước ông Trump nói y hệt luôn. Mà thằng Nga nó đâu có ngu. Mình là một người phân tích, that's why mình phải nói trung lập. Ông Tổng thống Putin nó rất là giỏi, cũng rất là thông minh, ông rất cạch cáo già nữa. Nó nhìn thấy hết mấy cái thằng tàu lao, thằng Mỹ từ tới thằng Biden, từ cái lúc nó rút quân này, nó xử lý cái cuộc khủng hoảng border của nó như thế nào, rồi nó ngồi mà nó quỳ cái bọn Mỹ đen như thế nào. Nói chung là cái thằng Biden ai cũng thấy được, nó là một cái thằng tổng thống buồn nhìn. Ai đó soạn bài cho nó sẵn, nó lên nó chỉ đọc thôi. Mà mình nói về tình hình chiến sự hoặc là chính trị của thế giới á, mà một thằng tổng thống mà phải cần 5-6 tiếng sau để ngồi mà để học thuộc bài á, thì bạn thấy đã thua rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện thua trước mắt luôn. Thì thằng Nga nó thấy như vậy, nó nắm hết cái cán của mấy thằng đó rồi. Đằng sau của nó là sao? Nó đi với thằng Trung Quốc. Nghe thằng Trung Quốc xét biên giới với nhau, nó làm ăn với nhau không ai biết. Rồi thì bạn nghĩ như vậy thì bây giờ nó sợ ai? Về kinh tế, thằng Trung Quốc là kinh tế thứ hai. Thằng Trung Quốc nó nắm hết toàn bộ những cái nguồn xuất khẩu, những cái mặt hàng gia dụng của thế giới. Thằng Nga thì lại nắm giữ cái nguồn dầu của thế giới. Thì bạn nghĩ hai thằng đó nó bắt tay với nhau thì nó sợ thằng nào? Ok, mà chưa kể nó đã nắm cán hết toàn bộ mấy thằng khác. Thì that's why, đó là lý do thời gian này là thời gian thích hợp. Mình nói thật luôn, thời gian này là thời gian thích hợp để thằng Nga nó muốn đánh chiếm thằng nào đó, hoặc là để thằng Trung Quốc nó muốn đánh chiếm thằng nào đó. Đây là cái thời gian, thật sự là cái thời gian vàng để nó xâm chiếm. Tại vì mấy cái khối mà mình nói, mấy cái khối mà đại diện cho chính nghĩa bây giờ là những cái khối tào lao, mấy khối bullshit, nó không có làm ăn được cái gì hết ấy. Đó, thì mình nói đó, thời gian này là cái thời gian vàng. Thì đó là lý do thằng Putin nó xâm chiếm thằng Ukraine, và có thể thằng Trung Quốc nó sẽ xâm chiếm thằng Đài Loan. Nhưng mà mình phân tích như vậy để chi? Để các bạn thấy được là những cái gì mà thằng Biden nó nói gần đây nhất á, một thằng tổng thống mà nói chứ nó không biết làm cái gì để nó giảm giá xăng dầu. Vậy tại sao nó không mở đường ống dẫn dầu? Rồi mình phân tích về cái đường ống dẫn dầu, cái thằng Biden cũng nói là cái đường ống dẫn dầu nó chỉ là cái đường ống thôi, nó sẽ không có làm giảm giá dầu. Thì mình sẽ phân tích một phần để các bạn thấy được là cái sự láo xạo và cái sự bịp bợm của những cái đám đó. Hay mình nói là làm nông đi, bạn có một cái rẫy của bạn dài một cây số, bạn phải bơm nước mỗi ngày, bạn bơm một tiếng đồng hồ. Mình nói ví dụ đi, bạn sẽ bỏ tiền bạn mua một con mương,
Bạn bỏ tiền bạn xây một cái đường ống, một con mương hay một con rãnh gì đó để bạn có thể bơm cái đầu nguồn bên này và nước nó chảy về cuối nguồn bên này. Hay là bạn sẽ phải xây một con đường hay là xây một con đập hay là bạn phải vận chuyển mỗi ngày bạn mở, bạn mua một cái xe tải bạn chở nước tới tới cái nơi tiêu thụ. Nếu là bạn, bạn sẽ nhìn nhận như thế nào? Y hệt như là đường ống dẫn dầu. Cái đường ống dẫn dầu nó dẫn từ phía Bắc Mỹ cho tới Nam Mỹ tuấn xuống Houston, Texas. Đó là cái công trình của đường ống dẫn dầu. Thì nếu mà đường ống nó như vậy thì nó sẽ có những cái trạm bơm, đúng không? Để dầu chỗ nào cũng được hết đấy. Dầu thích hợp chỗ nào nhập vô chỗ đó. Bạn hiểu không? Có thể nhập vô Texas, bơm lên phía Bắc, nhập vô phía Bắc, bơm xuống phía Nam. Đó là cái lợi ích của đường ống dẫn dầu. That's why bạn thấy tất cả những cái công trình lớn, người ta có đường ống là quá trời đường ống. Tại sao nó không vận chuyển là dùng xe lift, dùng xe nâng để cẩu từng thùng đi đi từ building này qua building khác, mà tại sao nó phải xe đường ống? Bạn hiểu không? Đó là cái vấn đề tại sao. Và khi mà bạn làm như vậy, bạn có đường ống rồi, thì cái giá thành nó sẽ giảm xuống. Thì đó là một trong những cái lợi ích của đường ống dẫn dầu Keystone. Thì đó, mình sẽ vạch ra cái đường đó cho bạn, tại sao cái đường ống nó quan trọng như vậy. Thì bạn cứ lấy ví dụ từng công ty hoặc từ nhà bạn cũng vậy. Mình nói về CD đi. Tại sao nó phải dẫn, nó phải làm một cái trạm bơm và nó dẫn đường ống tới từng nhà? Tại sao nó không lấy là mỗi ngày tao sẽ có cái xe phân phát nước tao chở tới từng hộ, mà nó phải xây đường ống? Bạn hiểu không? Đó là cái ví dụ rõ ràng nhất về đường ống. Mình nói tiếp về cái vụ xe điện. Thì mình nghe đâu mấy cái thằng ngu hay là mấy cái thằng nào đó, nó kêu chứ ô giờ giá xăng cao quá, bây giờ mình sẽ chuyển qua xe điện. Nó nghĩ là nó chuyển qua xe điện thì cái nó sẽ né được giá xăng. Thì mình sẽ phân tích cho bạn để bạn thấy. Đó là một cái sai lầm, một cái ngu, luận điểm ngu nữa. Mình có nói vào những clip á, điện từ đâu mà ra? Hiện tại ở Mỹ, đó là cái trang web mình lấy từ cái thằng US Environmental Protection Agency. Bạn nhìn con số đó đi. Nuclear. Ở đâu bạn có nuclear? Có phải vận chuyển không? Natural gas, nói chung cũng phải vận chuyển không? Than đá cũng phải vận chuyển không? Bây giờ xăng nó lên, xăng nó không có thì làm sao mà có những cái đó để nó sản xuất điện? Ăn xong ị ra một đống để nạp vô xe điện à? Ok, thì mình nói tới đó để các bạn thấy. Cái vấn đề là mình phải đối diện với cái sự thật. Tại sao cái giá xăng nó tăng, chứ không phải là mình thấy giá xăng nó tăng mình nhảy qua cái khác. Tại vì rõ ràng xăng là một cái thiết yếu, cái nhu cầu hiện nay, cái nguồn năng lượng chính của thế giới. Nếu mà cái nguồn năng lượng đó nó bị tăng, nó bị đội giá lên, nó sẽ kéo theo toàn bộ những cái khác nó đội giá lên. Và hiện tại nó nói mấy cái thằng mà nói là xe điện nó rất là ngu, mà nó thẳng luôn, nó rất là ngu. Hiện tại bao nhiêu phần trăm nước Mỹ nha, bao nhiêu phần trăm sử dụng xe điện để đi làm, để đi này nọ, mình cá luôn dưới 5%. Cho nên nó không thấy cái impact. Nếu mà nó nói là thời gian buổi này chuyển qua giá điện đi, chuyển qua xe điện đi, rồi điện như vậy cái cầu nó tăng lên thì thằng cung nó phải tăng giá, đó là theo quy luật cung cầu, thì lúc đó giá điện nó không tăng chắc. Các bạn hiểu mình nói không? Đó thì đó là cái một cái luận điểm nữa mình thấy. Cái thằng bên dân chủ thổ tả, những cái thằng Biden support đó, nó rất là ngu. Cái vấn đề là bạn phải đối diện với cái sự thật đó, bạn phải hỏi tại sao và bạn phải giải quyết cái gốc, cái rễ, chứ không là bạn thấy cái vấn đề bạn bỏ chạy. Thì mình nói một chút xíu qua cái vụ mấy cái thằng đầu bò ở trong nước. Nó nói chứ tại sao cái thằng cái người ông tổng thống Zelensky á, ổng không đầu hàng, ổng theo tung theo thằng Nga đi để đất nước nó hòa bình. Nói chung cái luận điểm đó ý hệt như cái đám đầu bò ở Việt Nam. Cái thằng Trọng Lú, Trung Quốc nó mạnh, mình là hàng xóm sát bên, mình có chọn được hàng xóm đâu, mình phải khéo léo để mình giữ hòa bình, chứ lỡ có chiến tranh thì mình có ngồi đây mình nói chuyện được hay không. Đó là cái câu nói của thằng Trọng Lú. Nó đó là cái sự ngụy biện của cái sự hèn của cái chính phủ. Bạn thấy người dân Nga như thế nào? Có thể là ông tổng thống Zelensky ổng sai lầm, ổng tin tưởng với thằng NATO, ổng muốn gia nhập thằng NATO. Mà bây giờ mình nói thật sự, nó là một cái bài học cho tất cả thế giới luôn. Chả có cái nước nào, chả có cái tổ chức nào mà nó bảo vệ được cái đất nước của bạn bằng người dân của bạn đồng lòng với chính phủ. Cái đó là cái sự thật. Một cái clip mình mention đó, mỗi một người dân có súng, có đạn, tự do súng đạn mỗi ngày, mỗi tuần ra bắn rầm 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 rầm. Không có một cái đất nước, không có một cái tổ chức hay là một cái quốc gia nào để xâm chiếm được. Nó có thể phá được nhưng nó không xâm lược được. Nó có thể là vô đánh phá xong chạy bỏ chạy thì được, nhưng mà nếu nó muốn xâm chiếm nó sẽ không thể nào xâm chiếm được. Bạn cứ nhìn người dân Ukraine là bạn sẽ thấy. Hiện tại người dân Ukraine á, bạn thấy không?
đụng tới đâu cũng là người dân phản ứng, that's why nó chậm. Và đó là mình nghĩ đó là cái yếu tố bất ngờ trong cái cuộc chiến Ukraine. Và thằng Nga, mình thằng Putin nó không thể nào nó ngờ được. Nó cứ nghĩ mình tin chắc luôn, nó nghĩ là nó sẽ đe dọa như vậy. Nó đến rầm 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 rầm, thằng tổng thống Nga sẽ bỏ chạy. Và thế là nó đầu hàng, xong, nó xâm chiếm giống như cái vụ thằng Crimea. Nhưng mà thực tế hiện tại là cái sự thật nó khác, nó khác. Và người dân Ukraine mình có coi của cái chị nào á, gia đình Việt ở Ukraine đó, người dân Ukraine người ta rất là thích ông tổng thống này, tại vì ông tổng thống này ông không có tham nhũng. Cái đời ông tổng thống trước thì có, nhưng mà đời ông này thì không. Đó là lý do người dân người ta ủng hộ ông. Và khi mà người ta thấy ông ở lại chiến đấu, người ta hy sinh cái bản thân người ta để người ta bảo vệ cái đất nước. Đó là cái yếu tố bất ngờ trong cái cuộc chiến Ukraine. Thì mình quay lại cái vấn đề đó, mình nói nếu mà người Ukraine họ có sẵn súng ống đạn được đầy đủ như người Mỹ đi, cái quân đội thằng Nga nó sẽ rất là khó khăn hơn nhiều để nó xâm chiếm vô cái nước Ukraine. Chứ không phải bây giờ là thằng Ukraine là nó phải mở cửa để nó nhờ lính nước khác đô vô chiến đấu giùm đâu. Ngay cả nước Mỹ nó đã là như vậy. Thì cái thằng Biden nó ngu quá, nó dốt quá. Tháng 6 vừa rồi nó nói là sử người dân Mỹ mà muốn đánh, muốn chống lại thằng chính quyền đó, thì cần at least là những cái khẩu đại bác, những cái cây cannon đó, hoặc là những cái chiến đấu cơ F-15, hoặc là phải vũ khí nguyên tử mới chống lại được chính quyền. Bạn thấy một thằng tổng thống của một đất nước mà phát biểu rất là ngu như vậy, bạn có chấp nhận nổi không? Một thằng tổng thống của một cái chế độ mà nó thách thức ngay người dân của nó, bạn thấy cái đó phải là cái văn hóa cộng sản không? Ok. Và mình người dân Mỹ nghe cái đó thật sự họ rất là sôi máu. Mình nói chuyện rất là nhiều người Mỹ, họ rất là sôi máu cái vụ đó. Thì mình quay lại cái vụ mấy cái thằng bò đỏ ở ở cái xứ Bác Bó rừng rú, nó kêu chứ thì nếu mà thằng Ukraine biết như vậy thì cứ nghe theo lời thằng Putin thì không có chiến tranh. Bạn thấy nó rất là hèn. Ok, cái văn hóa hèn của nó mà nó nghĩ nó đi dạy người ta cái văn hóa hèn. Những cái thằng đò bò đỏ đó chính xác nó đại diện cho cái đảng Cộng sản. Và cái thằng đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nó làm exactly như vậy. Thằng Trung Cộng kêu nó đi ăn cứt, nó sẽ chịu khó nó đi ăn cứt. Ok, thằng Trung Cộng kêu nó đi cống nộp cái gì, nó đi cống nộp cái gì, để chi nó giữ hòa bình giả tạo. Nhưng mà cái ông tổng thống này ông không thích. Mấy năm trước, ổng cũng là như vậy. Ổng cũng nhập vô cái thằng Liên bang Xô Viết đó. Nhưng mà thằng Liên bang Xô Viết nó kêu A, ông phải làm A, kêu B, ông phải làm B, ông muốn làm cái gì, ông phải xin phép nó. Đi độc lập cái gì? Bạn hiểu không? Độc lập, tự do làm gì mà bạn muốn làm cái gì, đất nước của bạn. Bạn làm cái gì, bạn phải đi hỏi thằng khác, vì bạn độc lập cái gì? Đó là bị xâm lược bà nó rồi, đó là bị xâm lược ngay chỗ cái tư tưởng nó rồi. Đó thì người ta phải đấu tranh chứ. Đất nước độc lập mà cái đụng cái gì cũng phải hỏi người khác, đụng thằng Cộng sản làm cái gì cũng phải hỏi thằng Trung Cộng. Vậy thôi quật vứt bà cái chữ độc lập ra đi. Hòa bình làm cái gì? Hòa bình làm cái gì mà thằng Trung Cộng nó lâu lâu nó vô, nó đánh vào người dân Việt Nam chạy té khói. Độc lập cái gì mà nó muốn tuồn hàng độc hại vô Việt Nam nó cứ tuồn. Đó thì bây giờ bạn sẽ hiểu được cái lý do tại sao thằng Trung Cộng nó tràn lan trên đất Việt Nam mình. Từ những cái thằng bò đỏ, những cái thằng mà nó ngồi bây giờ nó nói thằng Ukraine muốn hòa bình thì cứ nghe theo lời thằng Nga sẽ được hòa bình. Đó. Thì mình sẽ phân tích những cái phần đó để các bạn thấy được một phần. Cái chủ đề này nó rất là rộng. Thì mình chỉ nói đó, bạn luôn phải biết bạn là một con người. Ok, một con người thời hiện đại, bạn phải biết tại sao. Luôn phải hỏi tại sao, và bạn khi mà bạn hiểu tại sao rồi, bạn sẽ đi tìm câu hỏi để bạn giải quyết cái câu hỏi tại sao của bạn như vậy. Thì từ đó, bạn sẽ mở mang được rất là nhiều thứ và bạn sẽ né được cái vụ nhồi sọ. Ok, còn nó nói A, bạn nghe A, nó nói B, bạn nghe B, là chắc chắn bạn sẽ bị nhồi sọ. Từ bản thân của mình, những cái câu hỏi tại sao đó như vậy, mình hiểu được rất là nhiều thứ. Đó thì mình muốn chia sẻ cái phần đó cho các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.